Các nhà nghiên cứu Mỹ vừa lần đầu tiên phát hiện ra những đàn ong sát thủ châu Phi ở bang Bắc Carolina, Mỹ. Tin tức này gây xôn xao cộng đồng dân cư trong vùng và khiến nhiều người lo lắng. Con trai tôi sống ở đằng kia với con gái nhỏ, vậy nên tôi cho rằng nếu thấy gì đó trông giống như tổ ong, chúng tôi chắc chắn sẽ báo cho ai đó. Chỉ biết rằng chúng ở quanh đây nên tôi phải biết chúng trông như thế nào để có thể tự bảo vệ bản thân trong trường hợp cần thiết tuy nhiên các nhà sinh vật học vẫn khuyên người dân không nên quá lo sợ và hoang mang đồng thời khuyến cáo nếu gặp phải bầy ong mọi người nên chạy thật nhanh và thật xa vì loài ong này sẽ kiên trì đuổi theo hơn so với các loài ong hút mật bình thường